Xin chào tất cả các anh chị em nhá. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại cũ mới anh em nhé. Hôm nay bên em này lên một clip giới thiệu bán hàng cho anh em. Hôm nay có rất nhiều nha anh em nhá, đủ thể loại từ iPhone, LG, Samsung, có cả mấy con Google Pixel 4a 5G mới về anh em nhé. Giá cực kỳ tốt, có mấy con thanh lý giá hay lắm. Anh em quan tâm những dòng máy này có thể đón xem chi tiết trong video nhé. Để anh em cần thêm thông tin về đặt hàng, mua hàng, chính sách bảo hành có thể xem cuối clip anh em nhé. Sẽ nói cuối clip. Bên em thì ưu đãi cho anh em mua khách quen mua từ lần 2 trở đi sẽ là free ship anh em nhé. Khách quen mua từ lần 2 trở đi. Còn lần đầu thì anh em vui lòng cả thanh toán cả tiền ship cho em. Rồi, đầu tiên em giới thiệu luôn mấy con thanh lý này. Mấy con thanh lý này thì em bán cho anh em là giá máy trần nhé, và vào Tết một tuần. Con này là con Samsung J700 hai sim nha anh em nhé. Con này thì đây, tình trạng này anh em nhé, máy thì lứt kính này, máy hơi lứt kính, chung là dùng bình thường không ảnh hưởng gì đâu. Màn hơi ám nhé, hơi ám nhẹ thôi, hơi ám nhẹ. Con này thì anh em mua về cho con cái hoặc là mua dùng máy nghe gọi ok. Giá em để cho anh em con này là 550.000 nhé, 550.000. Anh em cần thêm sạc thì anh em thêm 50.000, 550.000 anh em nhé. Màn to, màn AMOLED luôn anh em nhé. Ok, tiếp theo là con này là con J6. Con này là con J6 anh em nhé. Con này thì thật là anh em là con này là máy của khách sửa thay màn hình nhé, thay màn hình chính hãng từ hơn một năm trước rồi. Cái đợt đấy em nhận thay là giá 1,5 triệu cái màn hình này anh em nhé, mà bây giờ khách vào không lấy nữa, cái này em bỏ ra thanh lý luôn. Bỏ ra thanh lý anh em nhé, thanh lý cho anh em. Giá con này thì chỉ 1,3 triệu thôi anh em nhé, chưa bằng giá cái màn hình đợt thay nha anh em nhé. Con này RAM 4GB này, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64 luôn, dùng khá là ngon anh em nhé. Màn thì là màn zin chính hãng rồi. Ok, con này em để cho anh em giá 1,3 triệu anh em nhé, 1,3 triệu, vỏ hơi xấu nhé, vỏ hơi xấu, 1,3 triệu. Ok, tiếp theo này 6S Plus quốc tế 16GB, con này màn lô anh em nhé, màn lô còn lại là full chức năng. Đấy, màn lô còn lại full chức năng anh em nhé, máy thì không lỗi làm gì, màn vẫn còn nhìn khá đẹp nhé. Con này thì pin là thay pin của 6 Plus vào cho nên nó không báo phần trăm pin rồi anh em nhé, còn anh em dùng bình thường. Vỏ xấu này. Đấy, 1 triệu nhé, cái này giá 1 triệu tròn anh em. Ok, đây tiếp theo này, con này là con XS. Con này là con XS quốc tế anh em nhé. Máy là full chức năng, Face ID đầy đủ luôn. Đấy, Face ID đầy đủ anh em nhé. Pin còn 80%, pin 80. Con này thì màn là màn GX, hơi lưu ảnh nhẹ này. Đấy, màn GX hơi lưu ảnh nhẹ. Con này em để cho anh em giá chỉ 3,5 triệu thôi anh em nhé, rẻ bằng con 8 Plus luôn, rẻ bằng 7 Plus, 8 Plus. Face ID vẫn còn cực kỳ nhạy anh em nhé, nhìn này. Đấy, ok, 3,5 triệu anh em nhé, 3,5 triệu. Tiếp theo này, 11 Pro Max, 11 Pro Max anh em nhé. Con này thì là máy quốc tế 256GB. Này tình trạng mất phase, máy báo phase sự cố nhé. 11 Pro Max này 256GB. Ngoài mất phase ra thì là full chức năng anh em nhé, main zin, màn zin, pin còn 85% này. Đấy, hình thức hơi phẩy, đấy, hơi phẩy góc này anh em nhé, hơi phải góc này, còn lại cũng là tương đối là đẹp. Con này em để cho anh em giá 8 triệu anh em nhé, 8 triệu tròn này. Con này thì thích hợp cho anh em mua cần một máy dung lượng cao, lưu trữ nhiều anh em nhé, 256GB thì anh em dùng thoải mái luôn. Màn thì đẹp không làm ố gì nha anh em nhé, màn zin. Ok, 8 triệu anh em nhé, 8 triệu. Rồi, hết cái dòng thanh lý thì em chuyển sang cái dòng bán bình thường anh em nhé. Đây, đầu tiên là con này là con LG Wing này. Đấy, còn là dòng này trước em bán khá là nhiều nhé, nhưng mà lâu rồi không có. Đợt này là có máy của anh khách, anh ấy lưng đời để lại, để là cho anh em nhé. Con này thì cấu hình RAM 8GB, bộ nhớ trong 28 nhé, màn 6,8 inch, có vân tay trong màn hình nha anh em nhé. Đấy, có vân tay trong màn hình, và pin là 4.000. con này pin 4.000 thôi nhưng mà cực kỳ trâu nhé. Này tình trạng này, màn hơi chấm tí mực này, chấm tí thi anh em nhé. Cái này thì bao cho anh em dùng không bao giờ lan nha anh em nhé. Máy này khách dùng cả vài năm rồi mà còn không biết, đến khi em test máy mới biết.
thì anh ấy dùng là hay để lền đen anh em. Đây, dùng là cứ để cái lền tối ấy, thì nó không biết, à không để ý là không biết. Đây, chế độ ban đêm này bật lên đấy, nó đen như này thì anh em dùng biết làm sao được, chả biết được anh em nhé. Đấy, con này thì em để cho anh em giá chỉ có hơn 3 triệu rồi anh em nhé, 3.300.000, cực kỳ rẻ luôn anh em nhé. Hai màn hình, dòng này là dòng độc lạ luôn, màn hình xoay anh em nhé. Cái màn trong của nó thì hơi xước chút này, màn trong hơi xước, dùng bình thường không ảnh hưởng gì đâu. Màn ngoài thì đẹp, màn ngoài đẹp anh em nhé. Dùng anh em cần một con máy độc lạ thì dùng con này, 3.300.000 thôi, cực kỳ rẻ luôn anh em nhé. Máy thu khách mới có giá rẻ anh em nhé, còn bình thường trước bán hơn 5 triệu anh em. Rồi, tiếp theo em giới thiệu cái dòng mới về này, Pixel 4a 5G. Dòng này thì đặc biệt là dành cho anh em ưa thích chụp ảnh, ưa thích chụp ảnh anh em nhé. Google Pixel thì có thể nhiều anh em biết rồi, nó là máy của Google sản xuất nhé, chạy Android gốc của Google luôn, thì nó rất là mượt anh em nhé, không có các cái tùy biến hay ứng dụng rác gì cả. 4a 5G có hỗ trợ 5G nhé, 2 sim, 1 sim vật lý, 1 eSIM. Đã lên Android 13 rồi anh em nhé, đã lên Android 13. Màn rất đẹp. Con này cấu hình RAM 6GB, bộ nhớ 128 nhé. Màn 6,2 inch, pin 3880. Pin con này khá là trâu anh em nhé. Hình thức thì đẹp 99. Giá chỉ có 3.1 triệu anh em nhé, 3.100.000. Cực kỳ tốt trong cái tầm giá này, trong tầm giá 3 triệu thì thật anh em con này là cũng là một sự lựa chọn rất đáng để lưu ý đây anh em nhé. Em chụp ảnh thử một tấm cho anh em xem này. Nó sẽ có một tí thời gian để nó xử lý nhá, xử lý bằng AI đấy anh em. Cam zoom này nét căng luôn anh em. Ok, này chụp ảnh phong cảnh, chụp ảnh chân dung cực kỳ đẹp nhá. 3.100.000 thôi, giá chỉ 3.100.000. Ok anh em nhận chân xảo con còn mới tinh này. 3.1 triệu anh em nhé. Ok, rồi tiếp theo thì giới thiệu luôn hai con LG này nhé. LG này là con này là con V50 ThinQ 5G, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128 nhé. Con này chạy chip 855, màn hình là 6.4 inch, 2K, pin 4000, giá là 3 triệu tròn nhé. Máy đẹp 99, 3 triệu tròn anh em nhé. Tiếp theo là V40, RAM 6, bộ nhớ 64. Con này thì chạy chip 845 thôi, màn thì vẫn 2K, 6.4 inch, pin 3300 anh em nhé. Này giá 2.400.000, 2.400.000 anh em nhé. Máy bán ra bên em bao test 1 tuần, bảo hành cho em 3 tháng nhé, vẫn tặng kèm sạc cáp. Dán màn với ốp lưng thì tùy máy, máy có thì tặng nhé. Đây, tiếp theo là V-Smart ROI 3. Con này RAM 3, bộ nhớ 32, pin 5000 nhé, pin cực kỳ trâu, bản lưng hơi xước. Còn sạc zin 18W theo máy anh em nhé, giá 1.4 triệu. Đây, giá 1.4 triệu anh em nhé. Tiếp theo là Samsung S20 FE, bản Mỹ 1 sim anh em nhé. Con này thì cấu hình khá là ổn nhé, RAM 6, bộ nhớ 64, đặc biệt là chạy chip 865 anh em nhé. Con này chạy chip 865, cực kỳ là mạnh mẽ. Màn 6.5 và có cả 120Hz. Màn con này có 120Hz anh em nhé. Pin 4500, giá 4.500.000 anh em nhé. Màn đẹp không ám ố này, hình thức thì đẹp 99, 4.500.000 anh em nhé, 4.500.000. Đây, tiếp theo là con Redmi 9T, RAM 6, bộ nhớ 128 nhé, pin 5000. Màn con này chắc 6.5, 6.6 gì đấy. Ok, hình thức cái này còn khá là đẹp, giá 2.300.000 anh em nhé. Redmi 9T 2.3 triệu anh em nhé. Ok, đây, tiếp theo là đây, Samsung S20 Plus, bản quốc tế, 2 sim nhé, 1 sim vật lý, 1 eSIM. Con này RAM 12GB luôn, RAM 12GB, bộ nhớ trong 128, màn 6.7, 2K cộng, có 120Hz, pin là 4500, màn đẹp không ám ố gì. Còn là màn hơi cong nhẹ nha anh em nhé, giá 4.800.000, 4.800.000 anh em nhé. Ok, tiếp theo là hai con thanh lý này,
S20 Ultra 5G. Con này cam của nó zoom tối đa 100x nha anh em, cực kỳ chất lượng luôn. Cấu hình cũng là RAM 12 nhé, bộ nhớ trong 128. Con này chỉ chip 865, màn hình là 6.9 inch, 2K, có 120Hz. Pin là 5000 anh em nhé, con này pin 5000. Máy hình thức 99. Pin 5000, thức 99. Giá 6.3 anh em nhé, thanh lý anh em nhé, giá 6.3. Tiếp theo là Note 20 Ultra 5G. Cũng là bản Mỹ, 2 SIM. Một SIM, một lý, một eSIM. Con này thì RAM 12, bộ nhớ trong 128. Nó chạy chip 865 cộng anh em nhé, bản nâng cấp của 865. Màn hình vẫn là 6.9 này, vuông. Và pin là 4500. Màn đẹp không làm mố gì anh em nhé. Này thiết kế cực kỳ là nam tính luôn. Anh em dùng con này thì phải nói là hết bài luôn anh em nhé. Thiết kế đến bây giờ đến S22, S23 thì nó vẫn vuông như này thôi. Chỉ khác nhau cụm camera thôi anh em nhé. Camera con này chụp cực kỳ đẹp. Hình thức con này 99 hết anh em nhé. 99. Giá 8.100.000 anh em nhé, 8.100.000. Ok. Rồi, cuối cùng thì chuyển sang iPhone anh em nhé. iPhone 12 mini. Máy quốc tế, full chức năng, Face ID đầy đủ. Pin 81, con này thích hợp cho anh em cần máy nhỏ gọn. Máy nghe gọi, nhỏ gọn mà lại cấu hình cao. Dùng được 2 SIM nha anh em nhé. Giá 5.500.000 anh em nhé, 5.500.000. iPhone 11 cũng 2 SIM, máy dùng được 2 SIM. Bản chính hãng VN luôn anh em nhé. Con này máy zin, còn app bản Việt Nam. 128GB, pin còn 86. Pin 86 anh em nhé. Con này thì em để cho anh em giá 7.300.000 này. Hình thức còn tương đối là đẹp. Đẹp anh em nhé. 7.300.000. Tiếp theo là XR quốc tế 64GB, máy cũng là zin app này. Pin 92, đẹp 99 keng anh em nhé. Đây. Con này giá 5.400.000 anh em nhé, 5.400.000. Con này thích hợp cho anh em cần máy chất thôi, chỉ giá thì không rẻ đâu anh em nhé. Pin cao mà, pin cao máy đẹp thì giá không rẻ. Anh em cần rẻ thì dùng con này nhé. Con này 128GB này, nhưng mà giá lại rẻ hơn 64 anh em nhé. Giá con này thì chỉ có 5.200.000 thôi. À 5.300.000 anh em nhé, 5.300.000. Con này hình thức 98, máy màu đỏ, cũng là quốc tế, cũng full chức năng anh em nhé, cũng Face ID đầy đủ. Ok. Tiếp theo có 3 con 8 Plus anh em nhé. 8 Plus đầu tiên giới thiệu, con này là máy quốc tế, tất cả đều quốc tế, full chức năng nhé, vân tay đầy đủ. Con này thì là pin mới 100 này, vỏ cũng là vỏ mới, thay mới nha anh em nhé. À, vỏ thay mới luôn. Giá là 3.900.000 anh em nhé. Đẹp keng, đẹp keng luôn anh em nhé, 3.900.000. Đây, cây này thì vỏ phẩy nhỡ này anh em nhé. Rồi hơi cấn chỗ loa này nhé. Còn lại cũng là full chức năng, pin 100 luôn. Còn lại pin 100, giá 3.500.000 anh em nhé, 3.500.000. Vỏ zin, cây màu đen này, máy cũng là vỏ zin này, hơi xước tí mặt lưng. Pin zin 86. Cái này thì là 3.800.000 anh em nhé, 3.800.000. Ok. Đấy, thì cửa hàng em có địa chỉ ở số 137 Ba La, Đông Hà Nội nhé. Anh em ở gần có thể qua xem trực tiếp. Anh em ở xa thì bên em có ship code toàn quốc nhé. Ship code anh em vui lòng cọc trước 1-200, tùy giá trị đơn hàng nhé. Tiền cọc thì em sẽ trừ thẳng tiền máy. Ship đến thì anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Máy bán ra bao test 1 tuần, bảo hành cho em 3 tháng. Ok. Thì rồi, hẹn gặp lại anh em ở trong những clip sau anh em nhé. Chào các anh nhé.